Chào các em, hôm nay chúng ta lại sửa một bài tập mà các bạn gửi đến nhờ thầy sửa. Ở trong này bài tập nói về động từ chuyển động mà không có tiếp đầu ngữ. Chúng ta làm câu thứ nhất. Ставьте вместо точек нужные глаголы движения идти, ходить, ехать, ездить. Dùng các động từ идти, ходить, ехать, ездить điền vào trong câu. Ở đây chúng ta đã thấy là bạn đã làm xong rồi, chúng ta chỉ cần kiểm tra lại thôi, và chỗ nào có sai thì thầy giáo sẽ giải thích. Ты всегда ходишь на работу пешком? Cậu luôn luôn đi đến nơi làm việc, luôn luôn là đi bộ, đúng không? Nếu có всегда thì chúng ta sẽ dùng động từ ходить. Động từ ходить là động từ một chiều, động từ идти là động từ động từ ходить là động từ hai chiều, động từ идти là động từ một chiều. Cho nên là khi có từ всегда thì dùng động từ ходить. Каждое лето, mỗi mùa hè, мы ездим в Турцию, chúng tôi đều đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Do là có từ каждое лето, nó chỉ hành động xảy ra thường xuyên, cho nên chúng ta dùng động từ ездить. Ездить có nghĩa là động từ hai chiều. Почему этот автобус ездит так медленно? Tại sao cái ô tô này nó lại đi chậm như thế? Cái hành động này nó xảy ra và đúng vào cái thời điểm nói, và chỉ cái hành động đang đi theo một chiều, cho nên dùng động từ ездит. Смотрите, сегодня он идет, едет в университет в новом костюме. Nếu như ngày hôm nay là anh ta, có từ ngày hôm nay là anh ta đi đến, lại chỉ rõ ràng cụ thể là mặc một bộ quần áo mới, thì chúng ta sẽ dùng động từ một chiều, идет hoặc là едет. Ở đây đều có thể là dùng tương đương như nhau. Bởi vì sao, nó không nói rõ là anh ta đi bộ hay là đi xe. Trong tiếng Việt là nói rõ, trong tiếng Việt là không rõ, chỉ là đi thôi. Còn trong tiếng Nga hoặc là đi bộ hoặc là đi xe đều được. Так вот. Вчера ты ходил, ездил в поликлинику. Đây là gì? Động từ nói rằng là ngày hôm qua cậu đã đi đến bệnh viện chưa, thì có thể dùng đi bộ, đi xe đều được. В театр мы едем на такси, и обратно мы идем пешком. Có nghĩa là gì nào? Ở đây người ta muốn nói là cái việc đi đến nhà hát, vừa театр là đi có một hướng thôi, thì dùng động từ ехать, на такси. Taxi là phương tiện, cho nên phải là едем. Thế còn đi lại thì пешком là đi bộ, thì là идем пешком. Мы идем пешком. На чем вы обычно ездите на работу? Câu hỏi на чем ý nói chỉ phương tiện, cho nên chúng ta sẽ dùng động từ ездит. Когда он думает, он идет по комнате. Ở đây khi mà anh ta suy nghĩ thì anh ta sẽ đi lại trong phòng. Vậy thì trường hợp dùng идет là hoàn toàn sai, mà chúng ta sẽ phải dùng là gì? Chúng ta sẽ phải dùng là он ходит по комнате. Он ходит. Đó, chúng ta sẽ dùng đây là ходит. Ходит tức là đi lại. Так вот. По этой дороге все машины едут только в одну сторону. Đây rõ ràng là đi theo một hướng, cho nên dùng cái gì? Dùng là едут là đúng rồi. Đấy. Đó. Куда ты сейчас идёшь? Nếu mà có từ сейчас thì chúng ta sẽ dùng động từ một chiều là идёшь. На день рождения к брату. Trong trường hợp như thế này là chúng ta cũng nhìn thấy rằng gì? Là nó không nói rõ là идёшь hay là едешь. Cho nên là chúng ta đều có thể dùng được, hoặc là идёшь hoặc là едешь. Куда ты сейчас идешь? На день рождения к брату. Đó. На день рождения к брату. Nếu mà thế chúng ta phải dùng к брату đứng trước. Còn nếu mà nói на день рождения thì chúng ta sẽ dùng là брата. Đó, về nguyên tắc là như vậy. Như vậy cách 3 này, nếu mà cứ dùng có cờ thì chúng ta phải để phía trước. Куда вы ездили отдыхать в прошлом году? Đây là chuyện xảy ra năm ngoái, nên người ta đi rồi về rồi, cho nên người ta dùng, ở đây chúng ta sẽ dùng ездили. Куда он ехал? Когда он ехал в фирму, он встретил в метро своего друга. Ở đây nói rằng là gì? Là khi cậu ta đi đến công ty, có nghĩa là trên đường đi là đi một chiều, cho nên là cậu ta đã gặp ở trong tàu điện ngầm người bạn của mình. Cho nên ở đây dùng ехать là đúng. Вчера мы ездили на дачу. Đây là việc xảy ra ngày hôm qua. Đấy. Đó, xảy ra ngày hôm qua, còn bây giờ chúng ta đã về nhà rồi, cho nên dùng ездили. Туда мы ехали на электричке. Khi đi đến đó thì là đi có một chiều thôi, chúng ta dùng ехать. Обратно мы ехали на автобусе. Còn khi quay về thì chúng tôi cũng lại đi một chiều bằng ô tô buýt, cho nên chúng cũng dùng là ехать. Они идут по улице и разговаривали. Cái câu này hoàn toàn là đúng, bởi vì sao? Ở đây nói rằng là họ đi trên phố và họ nói chuyện. Đó, cho nên là dùng идут là đúng đấy, идут. Đó. Chira on khaydil na football. À, ngày hôm qua anh ta đi xem bóng đá và anh ta đi đến đó rồi và về rồi, những cái gì động từ hai chiều. Tudan shon radostna, a bratno shon grustny. Đấy. À đấy. À đây. À, khi mà cậu ta đi đến đó thì rất là vui vẻ. À, tưởng là đội mình thắng được. À, bratno shon grustny. Khi quay trở về thì anh ta lại rất là buồn rầu đấy. Đó. Ở đây có mấy phương án sử dụng. Có thể dùng trạng từ on shon radostna. On shon bratna grustna, hoặc là radostny, hoặc là radostnym đều được. Đấy, dùng cách nào cũng được, cách một cũng được. Так вот. Tiếp theo, bài 2. Вставьте вместо точек нужные глаголы движения бежать, бегать, плыть, плавать, лететь, летать. Tất cả đây cũng là những động từ chuyển động không có tiết độ ngữ và ý chỉ một chiều, hai chiều. В прошлом году они, đây là gì? В прошлом году. Đấy. В прошлом году phải là летали. Летали. В прошлом году они летали, летали на самолете в Испанию. Tức là gì? Họ, cái chuyện đó xảy ra năm ngoái, phải là quá khứ. Туда они летели, летели через Берлин. Обратно они летели через Париж. Đó. Bay đến đó thì họ bay qua Berlin, còn quay trở về họ bay qua Paris. Я видел, как лодка плывет к берегу. Tức là tôi nhìn thấy cái thuyền nó đang quay về bờ, thì lẽ dĩ nhiên là sử dụng động từ một chiều. Pluvius là đúng rồi đấy. Plus là một chiều đấy. Đó. Плавать thì là hai chiều. Сейчас он каждое утро бегает по утру. Так. Ở đây nó thừa. Так. Hoặc là по утрам, hoặc là каждое утро. Cho nên là ở đây chúng ta có thể là bỏ cái này đi đấy, bỏ thừa một tác vụt. Tức là gì? Nó chỉ rằng là cậu ta chạy vào buổi sáng thì biết hết là đúng rồi đấy, biết hết. Врач сказал, что это полезно для здоровья. Посмотри, птицы плавают на юг. Ở đây trong trường hợp này thì птицы плавают на юг nghe thì ngữ pháp thì rất đúng, nhưng mà về ngữ nghĩa thì là sai. Bởi vì sao? Họ có cái dòng sông nào, có cái hồ nào để có thể bơi được từ phương Bắc về phương Nam, cho nên phải là gì? Lechad đấy. Trước hết là sai về ngữ nghĩa, cái thứ hai là sai về động từ. Nếu mà bạn muốn nói là na yuk phải là pluvut. Thế nhưng pluvut là bơi. Thế vậy thông thường là птицы lechad chứ không phải là đấy. Lechad là nó bay về phương Nam chứ không phải là nó bơi về phương Nam. Đó. Ngay tiếng Việt chúng ta không nói là bơi về phương Nam. Ты умеешь плавать? Cậu có biết bơi không? Thế cái này Ты умеешь плавать на спине? Cậu có biết bơi ngửa không đấy? Đó. Thì cái câu này hoàn toàn đúng, bởi vì sao? Nó chỉ cái gì? Cái khả năng thì là dùng động từ hai chiều. Самолет долго, уже долго плавает, плавает над землей, но не может сесть. Đấy. Máy bay mà bơi được ở trên mặt đất thì hơi lạ, cho nên là gì? Долго nó chỉ có quá trình, cho nên là không phải là плавает mà летает đấy. Đây là плавает. Bạn làm mà có lẽ là bạn không để ý đến ý nghĩa của nó đấy. Đấy là gì nào? Đấy phải là gì nào? Летает đấy. Самолет долго летает над землей, bay đi bay lại trên mặt đất. Но не может сесть. Сесть tức là nó không thể hạ cánh được. Ребенок смотрит, как рыбки плавают в аквариуме. Đúng rồi đấy, câu này thì đúng là nhìn thấy cá bơi ở trong bể. Cá bơi thì nó là bơi linh ta, loăng quăng, bơi đi bơi lại, cho nên là dùng плавает. Чтобы не опоздать на лекции, нам нужно не идти, а бежать. Идти, không dùng беги đấy, mà dùng бежать. Нам надо бежать. Đó. Бежать là chạy một chiều. Đó. Bởi vì sao là đừng có để muộn. Chúng ta đang đi nghe giảng mà bị muộn đấy, phải là бежать. Тебе больше нравится по течению или против течения. Đấy. Ở đây nó hỏi có nghĩa là gì? Là động từ đang bơi nhưng mà bơi một chiều, nhưng mà плывёт là nó phải chia theo chủ ngữ nào, đúng không? Đây không có chủ ngữ thì tại sao dám chia là pluviot đấy? Đó, đây phải là gì? Plych. Plych đấy. Plych. Đó. Đó, plut thì là bơi nhưng mà bơi một chiều. Plut plavat đấy. Rồi. Куда летит этот вертолет? Cái máy bay lên thẳng nó bay đi đâu vậy? Đấy, chúng ta nhìn thấy nó bay trên trời mà nó đang bay đi đâu đó. Đấy, куда летит? Nó bay đi đâu vậy? Đó thì là летит là đúng rồi. Летит là động từ một chiều. Хотя он бежит очень быстро, он не успел на поезд. Đấy. Đấy. Đó ở đây mặc dù cậu ta là chạy rất nhanh nhưng mà cậu ta không kịp mà lên tàu hỏa. Thế vậy thì ở đây là gì? Động từ đã xảy ra rồi như он не успел. Đấy, thì vậy thì ở đây cũng phải là thì quá khứ. Хотя он бежал очень быстро, но он не успел на поезд. Đó, tiếp theo nào. Так, в прошлом году они плавают на теплоходе в Болгарию. Они плавают. Đây là gì? Плавают. Đây phải là gì? Do là прошлом году thì chúng ta phải dùng là плавали. Плавали. Они плавали на теплоходе в Болгарию. Да. Они плавали туда-обратно. Ну вот так. Хорошо. Он бежит домой, чтобы не пропустить начало фильма. Đúng rồi. Anh ta đang chạy về nhà để kịp xem cái đầu phim. Сегодня я плыву на в. Сторона thì phải là в. Так. Сегодня я плыву в ту сторону реки. Плыву. Так, туда я плыву быстро, а обратно я плыву. Thế như vậy là gì? Đây là do là cái việc này nó xảy ra rồi, bởi vì bạn đã bay đi bay về rồi mà, bơi đi bơi về rồi thì phải là я плавал, сегодня я плавал в ту сторону реки. Hôm nay tôi đã bơi đi sang bên kia sông, bơi xong rồi quay về rồi. Đó, я плавал không phải là на mà là в ту сторону реки. Đấy, đó. Туда я плыву быстро. Так, туда я плыл быстро. Плыл быстро. А обратно я плыл медленно. Так. Đấy, khi quay lại обратно là quay lại. Tôi bơi chậm hơn bởi vì là tôi đã bị mệt rồi. Когда он летит на самолете в Африку? Он увидел внизу море. Đấy. Да, когда он летел на самолете в Африку на самолете. Trong trường hợp này thì để cho nó phù hợp hơn thì người ta sẽ nói như thế này. Когда он летел в Африку на самолете. Đó, người ta sẽ nói như vậy đấy. Đó. Когда он летел в Африку на самолете. Đôi khi cái việc đảo trật tự từ ở trong câu có cảm tưởng như là nó không ảnh hưởng lắm, nhưng trên thực tế thì nó cũng có ý nghĩa của nó đấy. Đó. Он увидел внизу море. Đấy, bởi vì sao ở đây này chúng ta nhìn thấy внизу đấy, внизу. Thế vậy thì ở đây chúng ta để cái từ самолете ở ngay đây đấy. Đó. Летел куда? Куда? На чём? Đại khái là như thế. Câu bài số 3 của chúng ta. В прошлую субботу я возил на дачу свою семью. Vào ngày thứ bảy trước, tức là đây là я возил, bởi vì nó là cái thứ bảy tuần trước. Так, возил туда и обратно, tức là gì? Bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà rồi đấy. Đấy. Он идет по лестнице и несет букет красных роз. Anh ta đang đi trên phố và đang cầm trên tay gì? Một bó hoa hồng. Так, она каждый день ходит в больницу к своей сестре и носит ей фрукты. Câu này hoàn toàn đúng đấy. Nasit là đúng và khadit cũng là đúng đấy. Bởi vì sao? Đây có, nếu đã có nasit rồi thì là động từ hai chiều rồi. Đó. Nasit nesi cũng là động từ chuyển động. Nhớ như vậy nhé. Я всегда вожу в школу своих детей на машине. Вожу. Так, ở đây có động từ viesti đấy. Viesti vazit. Так, я вожу, так, вести, я веду, đó, так. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng động từ возить, так вот. Возить là chở bằng phương tiện nào đó. Так, все правильно, да? Так. Tiếp theo nào. Куда он едет? Он едет, так, да? Он едет. Куда он едет? Thế đây phải là gì? Không phải là едет. Mà là gì? Он везет. Он везет, tức là đang chở người cha của mình đến gặp bác sĩ. Он везет. Куда ты несешь эти книги? Đang mang những quyển sách đi đâu? В библиотеку. Смотри, он везет своего брата в детский сад на велосипеде. À đúng rồi, đấy, đây là visual, đây cũng tương tự là visual đấy. Хорошо. Tiếp theo nào. Так. В этом году он несколько раз возит своих студентов на экскурсию в Москве. Câu này có thể dùng ở thì hiện tại cũng được đấy. Đó, он возит, возит правильно đấy. Возу, возишь. Да? Так. Возит, да. Он шел рядом с ней и несет ее чемодан. Да, правильно. Шел, nếu mà ở đây là quá khứ, mà đây lại là hiện tại đấy. Thế vậy thì он phải là идет. Он идет. Он идет рядом с ней и несет ее чемодан. Đó, đều là hiện tại hết đấy. Этот шкаф очень большой, поэтому его нельзя. Đây là gì? Sau нельзя thì dùng động từ hai chiều. Нельзя возить. Нельзя возить на лифте. Придется. Придется. Đây phải là gì? Нести. Нести. Да, придется нести его по лестнице. Да? Đó. Так, sau нельзя thì chúng ta sẽ sử dụng động từ hai chiều. Đấy, đó, nhớ như vậy. Thế còn ở đây là gì? Нести, tức là gì? Mang nó lên. Так. Она привыкла носить. Nếu mà она привыкла носить тяжелые сумки, nó chỉ về cái thói quen thì là dùng носить. Когда таксист везет пассажиров из аэропорта в гостиницу. Khi nào thì người taxi sẽ chở các hành khách của mình. Он рассказывал им о Москве. Đúng rồi đấy. Đây là gì? Từ sân bay về khách sạn, cho nên là đi một chiều đấy. Đi một chiều. Nhưng mà nếu ở đây là рассказывал đấy. Thế vậy thì chúng ta sẽ gì nào? Вез. Ở đây chúng ta sẽ dùng quá khứ. Когда он вез, вез. Đấy. Когда он вез пассажиров. Đó, cũng dùng thì quá khứ. Так. Вчера я возил. Đấy. Возил телевизор в ремонт. Như nói возил tức là hôm nay là đã chữa xong rồi đấy. Đấy. Đó. Hoặc là nếu mà nói là vез có nghĩa là chở đi rồi. Đấy. Возил tức là chở đi và chở về rồi. Thế nhưng mà nếu mà hôm nay nó chưa chữa xong thì lúc đó chúng ta sẽ nói là вез. Đấy. Вчера я вез телевизор в ремонт. Tức là đem đi rồi, người ta ở đấy vẫn đang chưa chữa xong. Đấy. Đó. Так вот, nó có hai ý nghĩa là như vậy. Она каждый день. Ở đây trong trường hợp như này chúng ta có thể là dùng hai trường hợp đấy. Возил. Возил. Вот так вот, да? Так, она каждый день возит ему на работу обед. Возит обед. Возит обед. Обед chúng ta phải để gần đây. Đấy. Она каждый день возит обед ему на работу. Đấy. Đó. Обед nó phải để ngay sau cái này đấy. Когда он везет друга на вокзал, у него неожиданно сломалась машина. Когда он вез. Bởi vì sao? Là mà cái ô tô nó hỏng rồi mà, thì phải gì? Когда он вез друга на вокзал. Đấy. Đó, đại khái là như vậy. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau sửa xong bài cho bạn và có rất nhiều thông tin thú vị. Nếu như các bạn muốn sửa một cái bài nào đó mà các em đã tự làm thì các em có thể gửi đến thầy giáo sẽ làm giúp các em. Chúng ta sẽ cùng tham khảo lại xem ý nghĩa sử dụng của câu từ như trong này như thế nào, câu như thế nào, từ như thế nào, đúng không ạ? Từ có nghĩa là động từ, tính từ, danh từ, vân vân này khác đấy. Đó, tất cả mọi cái. Thì cảm ơn các em và chúc các em học tốt bộ môn tiếng Nga.